Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Fadin là mẫu xe phân khúc A có doanh số cao nhất trong phân khúc trong 1-2 năm trở lại đây, vượt qua cả Hyundai Grand i10. Fadin là chiếc xe duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ 1.4 lít Trong phân khúc A, Fadin sẽ cạnh tranh trực tiếp với các loại xe như là Hyundai Grand i10, Kia Morning, ngoài ra thì còn một số dòng xe của các hãng khác thì Em xin phép phân tích một số cái điểm lợi thế của Fadin tại thời điểm này. Cái lợi thế đầu tiên là hiện tại là đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước thì Fadin là xe lắp ráp cũng được diện hỗ trợ. Cái lợi thế thứ hai đó là nguồn cuống hàng hóa cho xe phân khúc A hiện tại không nhiều. Y10 số tự động thì hết hàng, thiếu linh kiện, chưa có kế hoạch lắp ráp. Kia Morning thì cũng vậy. Và chỉ còn lại đó là Fadin và hiện tại Fadin tại thời điểm này cũng đang tương đối có đầy đủ các bản và những màu xe cho anh em lựa chọn và một điều nữa đó là Fadin là mẫu xe duy nhất được trang bị số tự động cho tất cả ba phiên bản cụ thể như sau phiên bản thấp nhất đó là Fadin bản base phiên bản thứ hai đó là Fadin bản plus phiên bản thứ ba đó là Fadin bản full mời anh em cùng xem chi tiết video giá bán chương trình khuyến mại chi phí lăn bánh và chi phí trả góp của Vinfast Fadin tại thời điểm này Đến với bản đầu tiên của Farin đó là bản Farin bản base Giá bán tại thời điểm tháng 4 là 342 triệu Như vậy cũng không thay đổi so với tháng 3 vừa rồi Và cụ thể đó là anh em đang được hỗ trợ Cái voucher là trị giá là 30 triệu đấy ạ Với cái giá bán là 342 triệu Thì cái chi phí lăn bánh tại các địa phương Em cũng đã tính cho anh em như sau Trường hợp anh em ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 389 triệu Trường hợp anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 384 triệu Trường hợp anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% thì sẽ là 369 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% thì sẽ là 365 triệu. Giá lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng. Em có liệt kê trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 1 năm và phí đăng kiểm. Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác anh em lưu ý ạ. Anh em nào mà cần cái chi phí lăn bánh thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em, em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết để anh em tham khảo. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Farin bản base, anh em được vay tối đa là 290 triệu, tương đương với 85% giá trị xe trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Với cái gói vay tối đa này thì gốc lại hàng tháng anh em sẽ thanh toán cho em như sau. Trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 3 triệu và lãi suất hàng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 2 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em lưu ý anh em có quyền lựa chọn ngân hàng theo cái nhu cầu của mình không bắt buộc anh em là phải lựa chọn theo cái ngân hàng mà em giới thiệu cho anh em ở trên video này sẽ có rất là nhiều ngân hàng phù hợp với tiêu chí cũng như là cái nguồn thu nhập của anh em ví dụ anh em nào mà chứng minh được nguồn thu nhập có lương chuyển khoản sau kê 3 tháng gần nhất thì em sẽ giới thiệu để cho anh em ngân hàng xin Bank với cái gói vay ưu đãi là 7,6% cố định trong suốt thời gian vay còn ngân hàng Vpbank em chia sẻ đến anh em ở trong video này là anh em được vay tối đa là 85% trong thời gian vay tối đa là 85 và cái nguồn thu nhập thì dù cho anh em không chứng minh được em vẫn sẽ hỗ trợ cho anh em có thể là vay vốn mua xe được với cái gói vay tối đa là 85% thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 98 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 94 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 79 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 74 triệu. Và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ, cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Farin bản base trong năm đầu tiên trị giá là 4,7 triệu. Tiếp đến mời anh em cùng đến với bản thứ hai của dòng Farin đó là bản Plus giá bán tại thời điểm này là 373 triệu như vậy là anh em cũng đang được hỗ trợ tiền mặt cũng tương đối nhiều ấy. giá niêm yết của xe là 435 triệu với cái giá bán là 373 triệu thì cái chi phí lăn bánh tại cái địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau trường hợp anh em ở Hà Nội thì sẽ là 420 triệu anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 415 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 400 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 396 triệu Giá lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng Em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác Trong trường hợp anh em mà cần cái bảng kê chi tiết lăn, lăn bánh chọn gói Thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em Tùy thuộc vào địa phương của từng anh em Em sẽ kê cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh Sao cho nó phù hợp nhất Để anh em mua xe ủng hộ em trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Fadim Plus, anh em được vay tối đa là 317 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Với cái gói vay này thì gốc lại hàng tháng, anh em sẽ phải thanh toán cho em như sau. Trong tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5,5 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 3,3 triệu. Và lãi suất tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 2,2 triệu, dư nợ sẽ làm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng để xem là trong suốt quá trình vay cái tiền lãi của mình nó lên bao nhiêu thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi chi tiết cho từng anh em. Với cái gói vay tối đa như vậy thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 103 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 98 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 12% thì anh em cần chuẩn bị là 83 triệu và anh em cần tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 79 triệu vì anh em mua trả góp bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Farin bản Plus bản chung trong năm đầu tiên trị giá là 5,2 triệu và cuối cùng mời anh em cùng đến với phiên bản cao cấp nhất của Farin đó là Farin bản full giá bán tại thời điểm này là 409 triệu như vậy cũng không thay đổi so với tháng 3 với cái giá bán như vậy thì cái chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội thì sẽ là 456 triệu Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 451 triệu Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 436 triệu Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 432 triệu Giá lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng Như em chia sẻ hai cái bản fanin mà anh em vừa xem đấy ạ Em có lên kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói Có nghĩa là anh em chỉ việc đi bấm biển số thôi Thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em Theo số điện thoại em để ở góc phía trên bên phải màn hình kia Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết đó Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp trước Paris mặt full Anh em được vay tối đa là 347 triệu trong 8 năm Gốc lại hàng tháng em cũng đã tính cho anh em như sau Trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 6 triệu Trong đó gốc chỉ đều cho hàng tháng là 3,6 triệu Và lãi suất tháng đầu tiên là 2,4 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em lưu ý đây là cái gói vay tối đa anh em có quyền vay ngân hàng theo cái số tiền và thời gian vay tùy vào nhu cầu của mình không bắt buộc anh em phải vay tối đa nhưng trong video em có tính cái gói vay tối đa để em tính cái số tiền ban đầu anh em trả thấp nhất từ đó thì anh em cân đối tài chính xem là cái tài chính của mình có bao nhiêu tiền thì mình trả trước và số tiền còn lại mình sẽ vay ngân hàng và cái số tiền vay ngân hàng anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng theo số tiền mà mình mong muốn đó thì chủ động liên hệ trực tiếp với em, em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê đó để anh em tham khảo. Với cái gói vay tối đa như em tính cho anh em ở trên thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 108 triệu, anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 104 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 89 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 84 triệu. Và cái bảo hiểm thân vỏ bắt buộc anh em phải mua khi anh em vay trả góp Cụ thể trong năm đầu tiên Bảo hiểm thân vỏ của chiếc Farin bản full trị giá là 5,7 triệu Về nguồn cung hàng hóa của tất cả các phiên bản VinFast Farin tại thời điểm này Hiện tại hầu như là đều có xe và màu để anh em lựa chọn Giao ngay cho anh em Còn tùy thuộc vào nhu cầu của anh em Anh em xem view của em tại thời điểm nào Cần mua bản gì, màu gì thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em Em sẽ kiểm tra và báo cho anh em tại thời điểm đó Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như xe VinFast Fadil nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ạ. Xin chào anh em.